Coleman đang có mặt tại một cái tiệm bánh canh cá lóc có cái tên rất là vui, bánh canh cá lóc Cường Đô La. Quý vị và các bạn thân mến, Coleman đang có mặt tại một cái tiệm bánh canh cá lóc có cái tên rất là vui, bánh canh cá lóc Cường Đô La 1. Không biết là có bà con gì với Cường Đô La không mà đặt cái tên là Cường Đô La 1. Mà nếu như mà Cường Đô La mà giàu gì mở bánh canh chỉ nữa, đúng không? Mà nói đùa thôi, nhưng mà cái tiệm này là cái tiệm rất là gần với cái phim trường Pixel mà công ty của Coleman đang quay một cái show mới Mãi Mãi Thanh Xuân, rất là thú vị, mình tranh thủ chạy ra đây ăn. Và cái quán này thì mình ăn đang 2 lần rồi nhưng mà thấy nó rất là ngon và rất là thú, rất là hấp dẫn. Thành ra hôm nay lại tiếp tục dắt mọi người đi đến một cái địa điểm mới. Cái tiệm này nó nằm ở địa chỉ là trên 40/44 đường Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp. Mọi người nhớ nha, gần cái chợ gọi là chợ Căn Cứ. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng lướt qua một chút xíu bên cái khu vực nhà bếp. Ồ. Đây cá, ở đây là nổi tiếng là bánh canh cá ốc. Có đủ thứ đó, có bánh canh chả cá thu, bánh canh cá thu, rồi bánh canh cá ngừ vân vân, bánh canh cua đồng, bánh canh ruột cá, đủ thứ. Nhưng mà cá lóc là cái món mà Coleman, nhưng bánh canh cá lóc là cái món mà Coleman thích nhất. Đây là cái món mà khoái khẩu của Coleman đây. Cái bao tay của anh không vệ sinh lắm. Thế thôi, đây. Ở kia là đầu cá hả? Cái đó cái gì ta? Cái gì? Đầu cá lóc. Đầu cá lóc, đầu cá lóc. Rồi đây cái nước nước lèo. Ủa nước cá. Cá ngừ. Cái nước kho nó ngon lắm nha mọi người. Cá hấp. Ồ đúng rồi. Có người thì họ thích ăn cá lóc chiên, có người thì họ thích chỉ thích ăn cá hấp thôi. Một ngày bán bao nhiêu ký cá? Dạ. Một ngày bán bao nhiêu ký cá? Tạ hả? Rồi. Cái quán này á, một ngày họ bán gần 100 ký cá. Tạ. Cô bé nào có nói nè. Rồi bán ở đây bán từ mấy giờ tới mấy giờ em? 8 giờ đến 10 giờ anh. 8 giờ tới 10 giờ. 8 giờ sáng hả? 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm nha mọi người. Mọi người có đến đây ăn thì nhớ đi vào trong cái khung giờ từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm nha. Đừng đi 11 giờ đêm, không có ai bán đâu nha. Cái hai nữa mà đi sớm quá 7 giờ sáng giống như Coleman là không có. Là người ta chưa mở cửa đâu nha. Trời ơi, nhìn cái rễ rau, cái rễ cá nó mê quá. Ui dồi ôi, rau xanh. Cá hấp. Ôi, đầu cá lóc nè. Đây, rồi, thôi. Ăn. Đây, bây giờ mình phải chị test. Đâu đi. Rồi cho anh thêm ít hành nữa đi em. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình thử cái nước lèo trước nha. Đây, bây giờ Coleman sẽ thử cái nước lèo trước. Đó, mọi người xem trước đi. Đó. Ồ, cái này nữa, trâu rét rồi. Thôi, trước kia anh phải chụp tấm hình đã. Hèn luôn luôn là phải có một tấm hình trước. Yes, rồi coi thử coi quá. Bây giờ 1:30 rồi, hôm nay quay show cho nên là cái nước nó hơi sệt nè. Đây nè mọi người nhìn thấy không, cái nước nó hơi sệt. Nó không có phải là cái nước mà nó loạn lỏng le lỏng lét nha. Lạ, chắc có vẻ như có bột gạo hả ta? Lấy 2 coca đi em. 2 coca. Ồ. Nước này nấu từ xương.
không? Xương cá hả? Rất là ngon. Rồi, và bây giờ mình đầu nêm nếm chút xíu. Đó. Một ít sa tế. Thơm thơm. Theo lời khuyên của mọi người cho nên Coleman sẽ giảm ăn ớt nha. Để giữ gìn sức khỏe để mà tiếp tục review cho thật nhiều cho mọi người. Đây. Đây là một cái tô cá thêm. Nó ít thôi mà cũng quen rồi. Múc múc ra cái chén này nè, xong lát chấm cá nó ngon, đúng không? Đúng không đồng chí DOP, đạo diễn quay phim? Chính xác, chính xác. Đó, đó, phải vậy mới đúng bài đấy. Rồi vào. Rồi vắt miếng chanh vô. Đó. Rồi không ăn chân cút. Ăn đúng không? Nguyên gốc như vậy mới ngon, nó bỏ vô lung tung. Đúng không mọi người? À, ăn phải review là phải ăn được. Trời ơi, có ai giống như tôi không? Hai cái đùi được chiếc đũa. Trời trời, một chiếc đầu, một cái đầu bự, một cái đầu. Đói quá. Thôi, quật luôn. Không cần quan tâm luôn. Đâu ai nhìn trong cái đùi đũa trong miệng mình đâu. Đấy. Chuẩn lên. Rồi, bắt đầu. Ui, hơi nóng, hơi nóng. Ủa, cái bánh này, bánh canh này, bánh canh bột gạo nè. Đúng không? Cái bánh canh bột gạo nè, chứ không phải bánh canh bột lọc. Bánh canh bột năng chứ. Ha. Dẻo dẻo. Con ơi, cái này bao nhiêu tô con? 30.000 một tô. Quên hỏi giá đó mọi người biết luôn. Rất bình dân, 30.000 một tô, chà bá luôn. Đây. Chấm vô chút xíu mới ngon. Cái nước này có bộ hấp dẫn hơn cái nước cái nước mình quá. Trời chưa có bỏ. Cái nước này nước trong luôn. Vì không có bỏ bột gạo cho nên nó không có bị đục. Để mọi người có thể nhìn thấy nè, bên này nó có vẻ hơi đục đục là vì do cái bánh, do cái bột gạo. Đúng không? Rồi còn đây để thử cái nước này tiếp mà con. Anh hả? Tới được 3 lần. Tại vì anh có cái phim trường gần đây nè. Ừ. Thì ăn mấy lần nhưng mà trước không có review. Giờ anh mới làm cái kênh Coleman á, bây giờ em xem. Anh đi tới đâu anh review là bà con thích lắm. Ừ, thích nhất là những cái quán mà ngon, chất lượng mà là giá cả hợp lý. Thậm chí là bình dân. Nhưng mà thật sự là anh không nghĩ là một ngày mà em bán tới gần 2 tạ. Không tin được luôn. Tính nó bao nhiêu tô ra, ngày bán nhiêu tô? Chắc mấy trăm tô, ngàn tô. 500 tô. À, như vậy thì ngày hôm nay là đã có một cái phần review ở một cái quán mới ha, bánh canh cá lóc Cường Đô La 1, nằm ở số 40/44 đường Lê Thị Hồng, phường 7 quận Gò Vấp, gần với khu chợ căn cứ. Mọi người nhớ đến nghe, 8 giờ tới 10 giờ đêm. 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm nha, tới ủng hộ cho chị Bích Liên nha. Để chị thêm được, để chị tiếp tục, để chị phát triển lên nữa, để tạo thành một cái thương hiệu ẩm thực của người Việt mình, tiếp tục một thương hiệu thành công sau phở, sau bún bò Huế, sau này kia thì có cái bánh canh cá lóc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.